Tổng thống Trump cấm người đổi giới tính gia nhập quân đội. Tổng thống Donald Trump đột ngột tuyên bố một lệnh cấm vào ngày thứ tư đối với những người đổi giới tính phục vụ trong quân đội của bất cứ binh chủng nào thuộc quân đội Hoa Kỳ. Quyết định bất ngờ này đã khiến cho ngũ giác đài không theo kịp và không thể giải thích cái được gọi là hướng dẫn của tổng thống Trump. Lời tuyên bố của ông Trump trên Twitter chứ không phải bất kỳ tuyên bố chính thức nào đã đưa ra những cáo buộc của lưỡng đảng và đưa những người chuyển giới tính vào tình trạng rất bất ổn. Ông Trump với tư cách là tổng tư lệnh tối cao tweet: "Xin lưu ý rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận hoặc cho phép các cá nhân chuyển giới tính được phục vụ trong bất kỳ năng lực nào trong quân đội Hoa Kỳ." Tổng thống Donald Trump nói rằng ông muốn người chuyển giới không được phục vụ trong quân đội Mỹ trong bất kỳ tình trạng khẩn cấp nào. Viện dẫn lý do, chi phí y tế tốn kém và sự gián đoạn. Tweet ngày 26 tháng 7. Trump đã viết rằng ông đã tham vấn với các tướng và các chuyên gia quân sự, nhưng ông không đề cập đến Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis, vị tướng thủy quân lục chiến đã nghỉ hưu, người chưa đầy một tháng trước nói với các chỉ huy quân đội Mỹ phải mất 6 tháng nữa để tính toán về chi phí và lợi ích về quyết định cho phép các cá nhân chuyển giới tính được tham gia quân đội. Vào thời điểm đó, Mattis nói điều này. Không giả định trước kết quả của cuộc thẩm định, nhưng những tweets của tổng thống Trump hôm qua dường như đã làm được điều đó. Ngũ giác đài đã từ chối tiết lộ bất kỳ tài liệu hay thống kê nào về số người đổi giới tính hiện đang phục vụ trong quân đội. Một nghiên cứu chuyên về quốc phòng của Rand Corp ước tính con số này là từ khoảng 1.329 cho đến 6.630 quân nhân chuyển giới tính, trong số 1.3 triệu binh lính đang hoạt động. Quyết định của Tổng thống Trump ngay lập tức đã tạo ra sự chỉ trích mạnh mẽ từ cả hai đảng chính trị. Dân biểu Dân chủ Kirsten Gillibrand của New York nói hành động của ông Trump là có hại, sai lầm và làm suy yếu sức mạnh quân đội của Mỹ thượng nghị sĩ john mccain của đảng cộng hòa và là anh hùng trong cuộc chiến tranh việt nam cho biết tổng thống trump sai ông nói bất kỳ người mỹ nào đáp ứng các tiêu chuẩn y khoa và sẵn sàng đều phải được cho phép tiếp tục phục vụ trong quân đội không có lý do gì buộc các quân nhân có khả năng chiến đấu đào tạo và sẵn sàng tác chiến bị buộc phải rời khỏi quân đội bất kể họ thuộc phái tính nào tuy nhiên không phải tất cả mọi vị dân cử Tại quốc hội đều đồng ý với ý kiến của thượng nghị sĩ McCain. Dân biểu Duncan Hunter, thành viên của Ủy ban Quân vụ Hạ viện, nói: "Quyết định của tổng thống là quyết định đúng đắn. Đã tới lúc mà quyết định phải được đưa ra để phục hồi nền văn hóa chiến binh và cho phép quân đội Hoa Kỳ quay trở lại đúng đường lối." Những quân nhân đổi giới tính đang phục vụ trong quân đội đang rất quan tâm đến những gì sắp xảy ra cho họ. Mọi người đều bị tổn thương, mọi người đều sợ hãi. Rudy Aquarian, 26 tuổi, một quân nhân chuyển đổi giới tính nhưng không muốn cho biết đơn vị đã chia sẻ. Aquarian, một người chuyển đổi giới tính cho biết thời gian tình nguyện nhập ngũ của ông sắp tới hạn kỳ và ông có thể nán lại để biết chắc chắn sắp tới đây có một tiếng nói nào đủ mạnh để binh vực cho những thành phần chuyển giới như ông. Ông nói thêm, tôi vẫn còn hy vọng Nước Mỹ thực sự tiến bộ và chắc chắn rất sáng suốt, và nước Mỹ cũng có rất nhiều thành viên chuyển đổi giới tính đóng vai trò quan trọng. Shane Ortega, một trung sĩ 30 tuổi về hưu ở Los Angeles, cho biết ông quan tâm đến dân thường hơn là những người chuyển giới. Ortega, người chuyển sang phái nam khi đang phục vụ trong quân đội và phục vụ cho hai chiến trường Iraq và Afghanistan, nói: khi donald trump tấn công những gì mà mỹ gọi là các anh hùng của mình hoặc lớp chiến binh của nó điều đó có nghĩa là chỉ còn khoảng thời gian nữa trước khi ông tấn công và làm phân hóa xã hội hoa kỳ và đó là điều tôi sợ nhất